Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị, anh chị em cùng toàn thể các bạn. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi xin giới thiệu với các bác một chiếc xe gầm cao, khỏe khoắn, mạnh mẽ. Một chiếc xe được mệnh danh là ông vua của bán tải các bác nhá. Ở đây chính là một chiếc Wajak đời 2018, số tự động và xe trang bị động cơ 2.0 bản biturbo, bản cao cấp nhất dòng xe này. Xe thì được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Một chiếc xe mà máy số còn nguyên zin nguyên bản, cột kèo keo chỉ zin, xe zin toàn tập luôn nhá. Khỏe khoắn mạnh mẽ, gầm cao máy thoáng chấp hết mọi cung đường luôn. Em này trang bị cảm biến trước, cảm biến sau, cụm đèn bi siêu sáng, có giải đèn nét định vị ban ngày. Xinh nhan báo rẽ trên gương. Bốn quả la răng phay rất là đẹp đó nhá. Bốn quả la răng phay rất đẹp, lốp lát thì còn dày. Một chiếc xe mà được mệnh danh là ông vua của dòng bán tải vì cái độ khỏe khoắn, mạnh mẽ cũng như là bền bỉ của cái dòng xe này. Thân vỏ cực kỳ là cứng cáp và chắc chắn, dày dặn nhá. Đằng sau xe được trang bị camera lùi. Với cái việc trang bị cảm biến quanh xe, ở đằng trước thì 6 chiếc cảm biến cơ. Ở đằng sau này thì được trang bị 4 chiếc cảm biến. Góc cảnh báo va chạm cũng rất là rộng luôn, giúp cho các bác lùi xe vào những vị trí không gian chật hẹp thì cực kỳ là an toàn. Có camera lùi ở dưới cái logo của Ford kia các nhá. Đấy, dưới cái logo Ford kia, cái camera lùi nó nằm ngay dưới ạ. Và đi sang phần thân bên lái để cho các bác ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn xi ngoại thất bên ngoài của chiếc Ford Ranger Wajak đời 2018, số tự động và xe trang bị động cơ 2.0 phiên bản biturbo. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 775 triệu đồng, được chưa? Chưa tới 800 triệu đồng anh chị em nhé. Một chiếc xe chất lượng cực kỳ là cao. Còn chiếc xe này thì giá lăn bánh trên thị trường nó rơi vào ngót nghét 1 tỷ đồng quá nhá, ngót nghét tầm 1 tỷ đồng. Nhưng nay một chiếc xe rất là đẹp, zin toàn tập luôn, bên em giao bán chỉ với 775 triệu đồng bao rút hồ sơ cũng như là sang tên luôn cho anh chị em. Mà trong khi đó là giá cả vẫn còn có thể thương lượng. Anh chị em nào quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966, hoặc các bác có thể về trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho anh chị em nhé. Ngoài ra nếu anh chị em nào ở xa mà chưa có thời gian cũng như là chưa sắp xếp được công việc về tới địa chỉ cửa hàng thì bên em hỗ trợ ship xe, có nhau hỗ trợ ship xe trên mọi miền tổ quốc luôn. Và anh chị em nào chưa đăng ký kênh, chưa follow fanpage thì nhớ đăng ký kênh và follow fanpage giúp em. Sau khi mình đi một vòng quanh xe rồi, bây giờ em sẽ review bên trong nội thất cho anh chị em xem nội thất bên trong của chiếc xe này. Nó đẹp long lanh luôn nhá. Đấy. Đây nội thất này. Bác có thể thấy hàng ghế trước, hàng ghế sau nó còn nét căng luôn nhá. Ghế bọc da màu đen nguyên zin nguyên bản theo xe. Và ghế thì là ghế điện này. Đấy. Có ghế điện nhá. Bọc da màu đen nguyên zin nguyên bản theo xe luôn. Chân thì là chân nỉ nguyên bản. Em lại được trang bị đến 6 túi khí an toàn các bác nhá. Ở cột giữa này, ở cột giữa có hai bên cột đều có hết. Đây cột bên này và cột bên kia. Hai túi khí. Một túi khí trên vô lăng, một túi khí ở trên táp lô phần ghế phụ. Và đây túi khí nữa đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy nhá. 6 túi khí an toàn được trang bị trên xe. Về trang thiết bị option công nghệ thì em này trang bị cruise control đi ga tự động này. Đấy, có cruise control đi ga tự động đây các bác nhá. Đấy. Set cộng, set trừ này. Có đàm thoại rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói, điều khiển âm thanh trên vô lăng. Rất là nhiều công nghệ hiện đại được trang bị trên một chiếc bán tải. Và màn hình giải trí thì là màn hình giải trí theo xe các bác nhé. Đấy, có màn hình giải trí theo xe này. Đèn nổ thông minh start-stop có luôn. Điều hòa auto. Đấy, xe trang bị điều hòa auto này. Ở dưới này còn rất là nhiều chức năng và công nghệ nữa. Đây là hai cầu điện đây.
Bác chuyển cầu rất là đơn giản thôi. Khi mình đi đường bằng chúng ta để một cầu, khi mình đi đường gồ ghề khó khăn chúng ta chuyển hai cầu. Đấy. Ở hai cầu này thì có cầu nhanh là chữ 4H này. H viết tắt của từ tiếng Anh là la 2 hay sao? Từ 2 nhá. Còn cầu chậm là low. Đấy. 4L là cầu chậm. Đấy, hai cầu có cả cầu nhanh cầu chậm. Còn ở đây thì có cân bằng điện tử chống trơn chống trượt, khóa cầu vi sai. Đấy. Hỗ trợ đổ đèo. Rồi chức năng hỗ trợ dừng đỗ. Đây, có off này. Chúng ta có thể bật tắt lên được. Và cái P trên cái vô lăng này, có cái P vô lăng này là chỉnh độ lặng nhẹ của vô lăng nhá. Rất là hiện đại luôn. Còn ở phần cần số, cần số thì các bác nhìn cái viền chrome nó còn rất là bóng nhá. Và ở cửa số có cả cửa số chế độ lái thể thao sport đây này, chính là cái cửa số S đây. Đây có cộng trừ đây. Được chưa? Đấy, có cả chế độ lái thể thao sport được trang bị trên chiếc xe này rồi. Và em này được trang bị thêm một cái camera hành trình nữa các nhá. Chiếc xe này thì bên em đã lên cho bác camera hành trình rồi. Một chiếc xe rất là hiện đại, một chiếc bán tải, một chiếc xe mệnh danh là ông vua bán tải. Với bán tải về dòng Ford, dòng Ford thì nó là một cái gì đó nó khác bọt so với những dòng bán tải còn lại rồi. Đấy. Bán tải của Ford thì nó luôn luôn đi đầu rồi, các nhá. Xe nó chất lượng chạy rất là sướng luôn. Rồi bây giờ em sẽ đi review về mặt chất lượng của xe. Thì đầu tiên là phần cánh trước bên lái, các bác có thể nhìn thấy cái phần ốc răng cửa này. Đấy. Vì là xe đi, bên em là xe này là đang để đi công vụ đây. Tuy nhiên bác nào thích thì review lên luôn. Nếu mà anh chị em thích thì lại để cho các bác. Còn em bên em lại chọn chiếc xe khác đi công vụ. Đấy, xe đi công vụ lên là bôi mỡ miếng này, mỡ bò các thứ rất là cẩn thận vào những cái khớp này. Rất là trơn và mượt luôn. Và các bác nhìn những cái màu sơn nó vẫn còn nguyên. Còn ở dưới này, các bác ốc bản lề dưới đây nhá, nó còn nguyên lớp bụi màu theo thời gian, thấy chưa? Chứng tỏ là xe chưa có hiện tượng là tháo dỡ ra để vệ sinh hay là thay thế mới, nó còn nguyên zin y xì của nó luôn nhá, y xì của nó luôn. Ốc bản lề trên này thì cũng vậy, góc ốc bản lề trên này thì hơi khó quay, em quay ở đoạn này thôi đó nhá, y xì luôn. Và đi xem đây là phần chỉ này, có nhìn này. Đấy, chỉ của cánh trước bên lái đây nhá. Đấy. Zin đét luôn. Ốc bản lề ở phần thân xe thì các bác nhìn này. Đấy, ốc bản lề đây nhá. Bản lề trên này. Bản lề dưới đây. Đấy. Đẹp nét căng luôn, đẹp không tì vết luôn các bác nhá, đẹp không tì vết luôn. Được chưa? Quá là nét rồi. Và anh chị em có thể để ý cái khóa cửa này. Khóa cửa nó cũng còn nguyên màu sơn, nguyên ốc màu luôn. Nói chung em này zin từ đầu tới chân luôn, các bác nhá, zin từ đầu tới chân luôn. Và xuống phần cánh sau bên lái thì các bác nhìn đây là cái phần ốc răng cửa này. Đấy. Zin đét luôn nhá. Ốc bản lề trên. Và ốc bản lề dưới đây. Nãy em quay cho các bác xem mà các bác cảm nhận nhá. Xe thì nó rất là đẹp rồi. Mày quay nó hơi khó luôn. Đấy. Các bác nhìn đây nhá. Còn nguyên zin nguyên bản và nguyên lớp bụi màu theo thời gian. Phần chỉ của cánh sau bên lái này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Nó không mất một phân chỉ nào. Và đi về phía sau, quay phần thùng xe. Thùng xe thì có cả lắp thùng đây rồi, các bạn nhá. Đấy, có luôn cả lắp thùng. Chắc chắn và dày, phải đổi sang tay phải thì mới mở lên được. Tay trái thì nó yếu. Thì các bác nhìn đây. Đấy, cái thùng xe nhá. Nó còn nguyên zin nguyên bản luôn, không có hiện tượng là mục, nát, hàn rỉ hoặc là bị vỡ ở dưới thùng này, nứt nát gì cả. Nó còn nguyên zin nguyên bản luôn. Cực kỳ là chắc chắn nhá. Rất là chắc chắn luôn anh chị em ạ. Được chưa? Bây giờ em sẽ quay xuống phần sắt xi gầm bệ.
Đây, chassis gầm bệ bên dưới này. Rất là chắc chắn và cứng cáp các bạn nhá. Cực kỳ là chắc chắn và cứng cáp luôn. Không có mối hàn, mối cắt, mối ghép, mối nối. Chợ cũng không có sự hiện tượng là hàn gì mọt. Đi sang phần thân bên phụ này. Bắt đầu sang phần thân bên phụ để review cho anh chị em đây. Và anh chị em có thể thấy đây, đây là phần ốc răng cửa này. Đấy. Ốc bản lề trên đây. Nguyên zin luôn nhá, nguyên lớp bụi màu theo thời gian. Và xuống phần ốc bản lề dưới. Đấy, cũng nguyên zin luôn. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Rất là đẹp. Còn đi sang bên phía đằng này. Đi sang bên phía đằng này thì các bác nhìn này. Đấy. Ốc bàn là trên này. Ốc bàn là dưới này. Đẹp chưa? Quá là đẹp luôn rồi. Rất là đẹp. Ốc răng cửa cũng còn nguyên cái màu sơn này. Đấy nhá. Bây giờ xuống phần còn cái phần ốc bản lề ở thân xe. Thân bên này thì quay luôn cho các bác. Nói chung cái phần ốc khóa cửa này thì bốn cái như nhau hết rồi. Đấy, cái chấm sơn này như nhau hết. Và phần ốc bản lề ở phần thân xe đây. Đấy. Và đây nữa. Rất là đẹp đấy nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Chassis gầm bệ bên dưới. Này do là xe đi công vụ, đi nên đi đâm ra là cái phần bụi đất nó bám vào các bác nhá, bám vào cái phần thanh rằng chassis này. Thanh rằng của nó rất là đẹp luôn. Nói chung là nhìn chung là nó cũng không có hiện tượng là han gì, mối mọt gì, cũng như là mối hàn, mối cắt, mối ghép, mối nối là không có. Bởi vì xe gầm cao là quay một phát là bao quát luôn ở cái chassis gầm bệ ở đằng trước này luôn. Đấy, có nhìn đây. Được chưa? Bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong phần khoang động cơ để review chất lượng ở bên trong phần khoang động cơ cho anh chị em xem. Và đi vào bên trong phần khoang động cơ thì các bác nhìn đây, nó quá là đẹp luôn. Ốc này, ốc màu này. Này, những cái đường dây điện rồi các đường tiêu các thứ là ốc màu nó còn nguyên hết các bác nhá. Keo chỉ các thứ là nguyên sinh nguyên bản. Máy số zin đét luôn. Đấy, đây là ngay cả số những cái còn cảm biến này. Cảm biến chỗ này là cảm biến được số vào đây. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Nguyên màu sơn. Và quay phần ốc cabo này. Chưa có hiện tượng tháo rỡ gì luôn. Rất là đẹp nhá. Rồi ốc tai này. Đấy, nguyên lớp bụi màu tới thời gian nó dính lên đây thôi. Còn ốc áp chưa suy xuyển một tí gì cả. Và phần chỉ này. Đấy, sang bên phần ốc tai bên này. Vậy nhá, nguyên zin luôn, ốc áp cũng chưa suy xuyển một tí gì. Và ốc cabo cũng vậy, rất là đẹp, zin toàn tập luôn, máy số zin, cột keo keo chỉ nguyên zin nguyên bản mọi nhá. Đấy, còn ốc màu các bác có thể nhìn thấy đấy, nó còn zin hết đây này, ốc màu các thứ này.
Và như vậy thì em đã giới thiệu xong tới toàn thể anh chị em mình một chiếc Wajax sản xuất năm 2018, số tự động và xe trang bị động cơ 2.0 bản biturbo, bản cao cấp nhất, xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang giao bán với giá là 775 triệu đồng, vẫn còn thương lượng thêm. Anh chị em nào quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo 0855 966 966. Và các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ gà nhé. Đây, chiếc này thì là xe công vụ đây các bác nhìn này. Đấy, địa chỉ gà của em bên kia và số điện thoại có luôn. Và bây giờ thì em xin phép các bác là em được kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Một lần nữa thì em xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.